Một đạo trình độ cao nhất thanh âm thê lương, từ trong hư không vang lên, đó chính là đà đế cổ thần thanh âm. Ha ha, đà đế cổ thần, là ngươi. Vũ Hoàng cổ đế cười nhạt, cũng thu bàn tay về. Liền gặp trong hư không, hắc ám quỷ bí năng lượng, như thủy triều trào đãng. Ngay sau đó, một gương mặt người chết, liền từ trong hư không nổi lên, chính là đà đế cổ thần khuôn mặt. Vũ Hoàng cổ đế thấy đà đế cổ thần, không chút kinh hoàng, bởi vì nơi này là thế giới hiện thật, có phép tắc hạn chế. Hơn nữa, nơi này vẫn là Vũ Hoàng thiên giới, là vạn khư địa bàn, nếu quả thật đánh, hắn mượn vạn khư địa mạch uy thế, đủ để đem đà đế cổ thần chấn áp. Vũ Hoàng cổ đế, thật lâu không gặp. Đà đế cổ thần người chết mặt, ở trong hư không lơ lửng không chừng, nhìn như khá là khủng bố. Đà đế cổ thần, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nghĩ rõ ràng, phải đem ta lực lượng, toàn bộ quay về trả cho ta? Vũ Hoàng cổ đế cười nhạt liền liền, hắn cùng đà đế cổ thần tới giữa, thật ra thì đã câu thông qua nhiều lần. Thậm chí, hắn đã nhiều lần ăn cắp qua đà đế cổ thần lực lượng. Ở Vũ Hoàng cổ đế trong mắt, đà đế cổ thần là hắn tương lai thân, lực lượng là thuộc về hắn. Đà đế cổ thần nghe Vũ Hoàng cổ đế như vậy bá đạo vô lý lời nói, chỉ là ha ha cười một tiếng, nói chúng thần nhìn thấu tương lai, đem ta sáng tạo ra, chung kết cửu thần vận mệnh, ta cảnh giới, không phải ngươi có thể hiểu. Chúng ta tới giữa, thật ra thì không có gì để nói. Ta hạ xuống, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Vũ Hoàng cổ đế lạnh lùng nói, chuyện gì? Ngươi muốn chu diệt luân hồi? Hắn cũng không cần đoán, cũng biết đà đế cổ thần ý nghĩ, là muốn mượn hắn tay, xúc diệt luân hồi. Nhưng, muốn giết Diệp thần mà nói, nơi nào có như thế dễ dàng? Ma tổ vô thiên khí thế hung hăng, bá đạo vô cùng, chấp trưởng tử thần quyền bính, long trời lở đất, nhưng vẫn là thua ở Diệp thần trong tay. Vũ Hoàng cổ đế là kiêng kỵ sâu đậm, gần đây cũng không dám có động tác gì. Hắn là muốn đến khi mấy tháng sau đó, Diệp thần và thiên nữ đại quyết chiến. Hắn muốn chờ quyết chiến kết quả đi ra, lại mưu đồ bước kế tiếp động tác. Đà đế cổ thần nói, đúng vậy, Diệp thần vậy tiểu tử, càng ngày càng phách lối, tiến bộ càng lúc càng nhanh, nếu như không chèn ép hắn mà nói, chúng ta đều phải chết. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, nói, người muốn chu diệt luân hồi, vậy thì mình đi, ta có thể không có hứng thú. Ta còn không muốn luân lạc tới ma tổ vô thiên cái đó kết quả. Đà đế cổ thần trầm giọng nói, chu diệt luân hồi, ta đã có người, không cần ngươi ra người, ta chỉ là muốn mượn dùng ngươi vạn khư địa mạch, tăng tiến hai đuôi lực lượng. Vũ Hoàng cổ đế rợn cả tóc gáy, nói cái gì hai đuôi? Đà đế cổ thần nói, chính là thập vĩ thần thú một đạo phân thân, hai đuôi hung thú, huyết nha lang. Trong lúc nói chuyện, đà đế cổ thần đưa tay ra, bàn tay cô lỗ lỗ toát ra huyết phao, quỷ bí máu loãng chảy ra, tinh khí ở trong hư không lan tràn. Một hồi trầm thấp tiếng sói chu, như lai từ mãi mãi vậy, lại hình như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra, truyền tới Vũ Hoàng cổ đế trong lỗ tai. Rồi sau đó, một đầu đồ sộ lớn như núi, vô cùng dữ tợn, răng nanh nhuốm máu chó sói thú, từ cuồn cuộn trong vũng máu nổi lên, đánh vỡ hư không, xuất hiện ở Vũ Hoàng cổ đế trước mặt. Đầu này chó sói thú, là như vậy to lớn cùng dữ tợn, cùng nó thân thể cao lớn so sánh, Vũ Hoàng cổ đế và đà đế cổ thần, cũng lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Vũ Hoàng cổ đế thấy đầu này chó sói thú sau lưng, kéo hai cái đuôi thật dài, ánh mắt nhất thời bộ dạng sợ hãi, nói, đây là hai đuôi. Hắn biết năm đó thập vĩ thần thú, bị đêm hàn mang đi, đã bị cắt nhỏ, chia nhất vĩ, hai đuôi, ba đuôi vân. Vân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc đầu đà đế cổ thần, đã tìm về trong đó một đầu phân thân, thậm chí chấn áp. Đà đế cổ thần gật gật đầu nói, đúng vậy, đêm hàn vậy phản đồ, năm đó mang đi thập vĩ, ta cái này vạn thế kỷ nguyên tới nay, vẫn muốn tìm về. Ta khổ tâm cô nghệ, cuối cùng cho ta tìm được trong đó một đầu phân thân, chính là đầu này hai đuôi huyết nha lang. Đầu này hai đuôi, bướng bỉnh bất tuần, từ đầu đến cuối không chịu quy thuận ta. Ta chỉ là dùng dã man thủ đoạn, tạm thời chấn áp. Vừa nói, đà đế cổ thần ánh mắt một bên mang điểm không biết làm sao, nhìn về phía hai đuôi huyết nha lang. Chỉ gặp huyết nha lang trong tròng mắt, mang to lớn bất khuất cùng vẻ oán độc, nó hiển nhiên không có quy thuận đà đế cổ thần, chỉ là ở đà đế cổ thần cường lực chèn ép xuống, tạm thời cúi đầu thôi. Vũ Hoàng cổ đế nhìn huyết nha lang,
liền cảm thấy từng cơn khủng bố. Cái này đầu hung thú, tản ra hơi thở chập chờn, thậm chí quá mức dữ tợn đáng sợ, mỗi một cái lông bên trong, tựa như cũng hàm chứa núi thây biển máu khí tượng, để cho người nhìn một cái, thì phải rơi vào vô tận điên cuồng bên trong. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế đạo tâm cường hãn, nếu không, hắn tinh thần đã sớm muốn sụp đổ. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là hai đuôi xuất thủ, thật có khả năng nghiền giết Diệp Thần. Dẫu sao hai đuôi là thập vĩ phân thân, sau lưng ẩn chứa lực lượng, thậm chí vượt qua thiên tội cổ kiếm, đủ để cùng luân hồi đi đời sách cũng giá tể khu, một khi bùng nổ nói, uy lực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ lúc đó, Diệp Thần mượn dùng nhất vĩ lực lượng, là có thể giết ngược ma tổ vô thiên. Có thể tưởng tượng được, những thứ này đuôi thú, uy năng có kinh khủng dường nào. Huyết Nha Lang, chỉ cần ngươi giúp ta tru diệt luân hồi, ta liền rất nhiều ngươi tự do, như thế nào? Đà Đế Cổ Thần mở miệng, cùng Huyết Nha Lang thương lượng. Huyết Nha Lang ánh mắt âm trầm, mang máu tươi răng nanh, xít sao cắn một cái, cả người huyết khí sôi trào, hiện ra nó tâm tình, cũng là khá là kích động, miệng phun tiếng người nói. Tru diệt luân hồi, nơi nào có như thế đơn giản? Nơi này là thế giới hiện thật, bổn tọa lực lượng, nhất định lớn bị hạn chế, 10 không tích chữ 1. Đà Đế Cổ Thần nói, chỉ cần Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay, mượn dùng vạn khư địa mạch hơi thở, ân cần săn sóc huyết mạch ngươi, là có thể để cho ngươi chịu hạn chế, giảm thấp đến nhẹ nhất, còn có thể được không thiếu tăng thêm. Đến lúc đó, ngươi sẽ ra tay, tất có thể nghiền giết luân hồi. Ngươi là chư ông trời lớn nhất khủng bố, ta tin tưởng ngươi thực lực. Lúc đầu Đà Đế Cổ Thần hạ xuống, chính là muốn mượn dùng vạn khư địa mạch, ân cần săn sóc hai đuôi. Huyết Nha Lang nhếch mép, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói, bổn tọa không cần ngươi tin tưởng, ngươi thật muốn tru diệt luân hồi mà nói, bổn tọa có thể ra tay, nhưng, bỏ mặc thành bại, ngươi đều phải rất nhiều ta tự do. Nghe được Huyết Nha Lang mở ra điều kiện, Đà Đế Cổ Thần ra mặt rung một tí. Bỏ mặc thành bại, hắn đều phải phóng thích Huyết Nha Lang, thả nó tự do, đây đối với hắn mà nói, nguy hiểm không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Làm sao, ngươi không chịu? Huyết Nha Lang trong con ngươi lướt qua hung mang, cả người từng cái lông, toát ra các loại quỷ bí huyết quang, dữ tợn như địa ngục khí tượng không ngừng sôi trào, ừng ực vang dội. Đà Đế Cổ Thần ha ha cười một tiếng, ánh mắt chuyển động một tí, nói có thể, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi thấy thế nào? Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn từ trên xuống dưới Huyết Nha Lang, trong ánh mắt tràn đầy đặc biệt nóng rực thần sắc. Đầu này Huyết Nha Lang, hơi thở quá hung tàn, quá dữ tợn, đơn giản là thế gian bóng tối vĩ đại kiệt tác, tràn đầy cực hạn quỷ bí cùng hắc ám chập chờn. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng, hắn cũng muốn thu phục Huyết Nha Lang, như vậy thứ nhất, là được xưng bá thế giới hiện thật. Thử nghĩ một tí, Diệp Thần lấy thiên huyền cảnh thân, nắm trong tay nhất vĩ, là có thể giết ngược ma tổ vô thiên. Nếu là Vũ Hoàng Cổ Đế, lấy đỉnh cấp tiên đế thân, nắm trong tay hai đuôi, vậy dõi mắt thế giới hiện thật, lại có ai là địch thủ của hắn? Không thành vấn đề, ta có thể điều động ta vạn khư địa mạch năng lượng, bồi bổ hai đuôi thần thú. Vũ Hoàng Cổ Đế tuét miệng cười lên, hắn nghĩ thầm, nếu là Huyết Nha Lang hấp thu vạn khư địa mạch năng lượng, sau này hắn là có thể phong tỏa Huyết Nha Lang tọa độ, tùy thời đều có thể tìm được đối phương. Huyết Nha Lang ra tay, đi tru diệt luân hồi. Hơn phân nửa là phải thất bại, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng chưa thấy được có thể thành công. Một khi Huyết Nha Lang thất bại, vậy khẳng định là trọng thương chạy trốn kết quả, đến lúc đó, hắn liền có thể ra tay, thừa dịp hư mà vào, trấn áp Huyết Nha Lang, thậm chí là hàng phục, nắm trong tay đầu này đuôi thú lực lượng, xưng bá gọi tôn. Đà Đế Cổ Thần nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, như vậy quá tốt. Thỏa thuận xong. Vũ Hoàng Cổ Đế chính là điều động vạn khư địa mạch bên trong, vạn cổ tích lũy hùng hồn linh khí, bồi bổ Huyết Nha Lang thân thể. Huyết Nha Lang đạt được vạn khư địa mạch linh khí bồi bổ, huyết mạch lực lượng lớn vào, thực tế quy luật đối với nó hạn chế, cũng là hạ xuống đến nhỏ nhất. Một cổ hắc ám khí tức, từ vạn khư thế giới phóng lên cao, dung chuyển thiên địa hoàn vũ. Toàn bộ thái thượng thế giới, cũng cảm nhận được cái này cổ hắc ám khí tức chập chờn. Tất cả người sắc mặt cuồng biến, không biết Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được cơ duyên gì, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy hắc ám. Đà Đế Cổ Thần rất là hài lòng, tiếp theo, chính là tru diệt luân hồi thời điểm. Ở Diệp Thần trong cơ thể, có Bạch Vũ tự bạo lưu lại không gian mảnh vỡ,
đây cũng là một cái tọa độ, có thể để cho đà đế cổ thần phong tỏa Diệp Thần vị trí. Lúc này Diệp Thần, phá toái hư không, đã tới phủ văn thánh địa phía trên. Có người muốn giết ta. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bắt được trong chỗ u minh ý định giết người, đặc biệt nồng nặc. Vạn khư thế giới truyền ra hắc ám chập chờn, dữ tợn khí tượng, thậm chí truyền đến thiên ngoại thiên, Diệp Thần vậy mơ hồ dòm ngó gặp. Là quái vật gì phải ra đời, kinh khủng như vậy hắc ám khí tượng. Diệp Thần chau mày, biết Phú Hoàng cổ đế phải có động tác, rất có thể đối mình bất lợi. Diệp Thần, đừng để ý nhiều như vậy, chúng ta tiến vào trước phủ văn thánh địa, tìm được vạn kiếm thần tinh nói sau. Chỉ cần ngươi có thể nắm trong tay vạn kiếm thần tinh, luyện hóa lại trong cơ thể không gian mảnh vỡ, chấp trưởng thái vũ huyết mạch, liền Vũ Hoàng cổ đế muốn giết chết ngươi, cũng sẽ rất khó khăn. Tô Nghê thường nói, nàng biết, mưa núi sắp tới, sát phạt buông xuống. Nhưng hiện tại, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần Diệp Thần có thể tìm được vạn kiếm thần tinh, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt chính là mong xuống phía dưới phủ văn thánh địa. Cái này phiến phủ văn thánh địa, bên ngoài còn quấn tầng tầng phủ văn cổ xưa. Những phủ văn này, mang theo các loại vĩ đại hơi thở, vừa có sát phạt trấn áp, lại có chữa trị nghỉ ngơi khí, giống như là thâu tóm thế gian vạn tượng. Diệp Thần lòng bàn tay bên trong, lôi quang lóng lánh, ông ông tác hưởng. Không nghi ngờ chút nào, vậy vạn kiếm thần tinh, liền ở phía dưới thánh trong ruộng, đã cùng Diệp Thần sinh ra đồng tình. Đại mộ thần kiếm, phá cho ta. Thánh địa bên ngoài phủ văn, giống như là phong tỏa, người bình thường khó mà đột phá đi vào. Nhưng, Diệp Thần không hề hoảng, hắn trực tiếp sử dụng đại mộ thần kiếm, một đạo mang trình độ cao nhất táng diệt hơi thở kiếm mang, biểu chém ra, suy suy vang dội, cuộn sạch hết thảy. Phía trước rất nhiều phong tỏa phủ văn, nhất thời bị lớn mộ kiếm mang nghiền diệt, tiêu tán vô hình, một đạo lỗ hổng bị đánh xuyên. Diệp Thần thân thể chớp mắt, lập tức dọc theo vậy đạo lỗ hổng, phi độn mà vào. Tiến vào phủ văn thánh địa sau đó, Diệp Thần liền thấy vô cùng đẹp lạ thường khí tượng. Hắn trong mắt nơi gặp, tiên sơn vần quanh, nước biếc thanh thiên, sương mù tầng tầng, thủy khí thiên điều, tiên hà lơ lửng, chim thú vật chạy cướp, lưu vân tu trúc, nhật ảnh giao quang, quả thực là một phiến tiên cung thánh cảnh vậy phúc địa. Nơi này chính là phủ văn thánh địa sao, thật là dư thừa linh khí. Diệp Thần hít thở một cái, liền giác tâm thần sảng khoái, cả người không nói ra được thoải mái. Cái này phiến phủ văn thánh địa, linh khí đặc biệt dư thừa, ở chỗ này tu luyện, có thể tạo được chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Có thể bắt được vạn kiếm thần tinh chỗ sao? Tô Nghê thường hỏi. Diệp Thần cúi đầu, nhìn trong tay chữ lôi phủ văn, cẩn thận cảm ứng bắt, mơ hồ tới giữa, vậy bắt được vạn kiếm thần tinh phương hướng, ngay tại phía bắc. Ở bên này, Diệp Thần chỉ phía bắc phương hướng, nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy ở phía nam phương hướng, truyền tới một cổ quen thuộc hơi thở. Cổ khí tức kia, ôn ôn nhu nhu, thủy nhuận thấu rõ, lại là thủy thần thiên tôn, Lạc Thanh Ly hơi thở. Tô Nghê thường vậy cảm ứng được, một hồi giật mình, nói, đợi một chút, thủy thần thiên tôn thật giống như cũng ở nơi đây. Diệp Thần rất ngạc nhiên, nói, Thanh Ly muội muội lại có thể cũng ở đây, thật đúng là đúng dịp, chẳng lẽ nàng cũng muốn tìm vạn kiếm thần tinh. Tô Nghê thường nói, đi trước gặp thủy thần thiên tôn, miễn được sinh xảy ra cái gì hiểu lầm. Diệp Thần cũng có cái ý này, gật đầu nói, giữa lúc như vậy. Lập tức, hắn thân thể đi vòng vèo, đi về phía nam bên Lạc Thanh Ly hơi thở phát ra phương hướng, bay vút đi, đồng thời truyền ra ý chí, tiên tri sẽ Lạc Thanh Ly. Một đường đi về phía nam bay vút, chạy mấy trăm dặm sau đó, Diệp Thần liền thấy một phiến hùng vĩ cung điện, xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này phiến cung điện, từ mặt đất một mực liên miên đến trên trời, ở đám mây gian lơ lửng. Bài trên trán in bốn chữ, Vĩnh Phủ Thiên Cung. Thụy khí ngàn vạn điều, bạch hạc bay lượn, rồng bay phượng múa, khí tượng mười phần nguy nga. Vĩnh Phủ Thiên Cung, đây là phủ văn thánh địa thế lực. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, bắt được thiên cơ, biết cái này phiến phủ văn thánh địa, tồn tại ba cái thế lực. Trước mắt hắn Vĩnh Phủ Thiên Cung, chính là ba một trong những đại thế lực. Ở Vĩnh Phủ Thiên Cung trên quảng trường, thờ phụng một tôn điêu xem. Chính là thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly điêu xem. Lúc đầu Vĩnh Phủ Thiên Cung, thờ phượng thủy thần.
Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly hơi thở, ngay tại Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong. Xuy xuy xuy, từng đạo thần quang bắn ra, Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, có rất nhiều chân truyền cường giả, bay ra, cung kính nghênh đón Diệp Thần đến. Cầm đầu một cái võ giả, hướng Diệp Thần chắp tay nói, cung nghênh luân hồi chi chủ đại giá, chúng ta phụng Thủy Thần Thiên Tôn mệnh lệnh, đặc biệt tới đón tiếp ngươi. Mới vừa Diệp Thần đã đi trước phát ra ý chí, cho nên Vĩnh Phủ Thiên Cung người, biết Diệp Thần muốn tới. Làm phiền. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo những võ giả này, cùng bước vào Vĩnh Phủ Thiên Cung. Thủy Thần Thiên Tôn đang là đại trưởng lão chữa trị, luân hồi chi chủ, bên này mời. Một cái võ giả mời Diệp Thần, hướng Vĩnh Phủ Thiên Cung chỗ sâu một tòa đại điện đi tới. Diệp Thần một đường đi tới trước, bước vào vậy trong đại điện. Chỉ gặp bên trong đại điện, một cái ông già, ngồi ngay ngắn ở một tấm bảo quang nở rộ ghế ngồi, bên cạnh có một cô gái, đang thi triển thủy pháp, bồi dưỡng ông lão thân thể. Cô gái kia chính là Lạc Thanh Ly. Diệp Thần tiểu ca ca, thật lâu không gặp. Lạc Thanh Ly thấy Diệp Thần tới, nhất thời đại hỉ, nhảy cẫng hoan hô, tung tăng chạy đến Diệp Thần bên người, không coi ai ra gì ôm chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần theo bản năng ôm nàng mềm mại eo, trong lòng cũng là đại hỉ. Nói, Thanh Ly muội muội, thật lâu không gặp. Trên đại điện ông già, còn có rất nhiều Vĩnh Phù Thiên Cung các cường giả, thấy Lạc Thanh Ly cùng Diệp Thần như vậy thân mật tư thái, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ biết, Lạc Thanh Ly nóng nảy rất tốt, không việc gì thần linh cái khung, nhưng dẫu sao là thiên đế chủ thần, cũng không phải người bình thường có thể tới gần. Nhưng hôm nay, nàng nhưng cùng Diệp Thần như vậy thân mật, để cho được rất nhiều người nội tâm đều là rung động, vừa là hâm mộ. Tiểu ca ca, thật xin lỗi rồi, người cùng ma tổ vô thiên quyết chiến, ta tu vi quá yếu, ta không dám nhúng tay. Lạc Thanh Ly gò má một đỏ, hơi có chút xấu hổ bất đắc dĩ hình dáng. Cửu thần bên trong, lôi thần thiên tôn khôi phục thực lực nhanh nhất. Mà Lạc Thanh Ly mà nói, khôi phục thực lực trước mắt còn rất chậm chạp, Diệp Thần cùng ma tổ vô thiên quyết chiến, nàng thậm chí không dám nhúng tay. Không có sao, dù sao ta đã thắng. Diệp Thần cười một tiếng, sờ một cái Lạc Thanh Ly đầu, cũng không có quá để ý. Hắn có thể thông cảm Lạc Thanh Ly nỗi khổ tâm, Lạc Thanh Ly thực lực bây giờ còn không khôi phục, không dám ra tay vậy là dễ hiểu, đợi nàng sau này khôi phục thực lực, nàng đúng là luân hồi trận doanh trọng yếu đồng minh. Lạc Thanh Ly gặp Diệp Thần không có trách cứ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói tiểu ca ca, người có thể tha thứ ta liền tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, vừa tò mò hỏi, đúng rồi. Thanh Ly muội muội, ngươi làm sao cũng ở đây Phù Văn Thánh Địa? Ngươi muốn tìm Vạn Kiếm Thần Tinh sao? Vạn Kiếm Thần Tinh hơi thở đặc biệt ác liệt, toàn bộ Phù Văn Thánh Địa võ giả cũng có thể bắt được. Năm đó, cái này phiến Phù Văn Thánh Địa vốn là ở không không thời không, nhưng bởi vì Vạn Kiếm Thần Tinh rơi xuống, kiếm khí cắt kim loại, mới đánh rơi đến thiên ngoại thiên. Lạc Thanh Ly nói, không phải, Vạn Kiếm Thần Tinh đã bị tiên phù nữ giáo cướp đi. Ta thực lực không đủ, vậy cướp không trở lại, ta là tới giúp Tả Khâu trưởng lão trị liệu. Vừa nói chỉ vậy ngồi trên ghế ngồi ông già. Ông già hơi thở khá là yếu ớt, hiển nhiên mang theo thương thế trong người, bất quá ở Lạc Thanh Ly chữa trị xuống, ông già đã đang nhanh chóng khôi phục. Tiên phù nữ giáo. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía vậy ông già. Vậy ông già hoảng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, lão phu Tả Khâu Vân, là Vĩnh Phù Thiên Cung đại trưởng lão. Gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, nói tiền bối không cần đa lễ. Tả Khâu Vân nói, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn tìm Vạn Kiếm Thần Tinh sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Tả Khâu Vân trầm ngâm một hồi, nói, vậy Vạn Kiếm Thần Tinh, hôm nay ở tiên phù nữ giáo, ngươi muốn cướp được nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Hắn già nua bàn tay đưa ra, ở trong hư không một chảo, khói mù hội tụ. Hiển hóa ra một bức thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, là tiên phù nữ giáo giáo phái Sơn Môn, và Vĩnh Phù Thiên Cung vậy bàng bạc thở mạnh, Sơn Thanh Thủy Tú, Thụy Hà lững lờ. Ở nơi này phiến đẹp lạ thường Sơn Môn bên trong, lại có một viên to lớn thạch cầu, phía trên hiện đầy gồ ghề hố vẫn thạch, đột một đứng sửng ở rừng núi tới giữa. Viên này thạch cầu, chân thực quá khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi to lớn, so sánh với, phía dưới rất nhiều núi cao. Giống như là bụi nhỏ vậy nhỏ bé. Viên này thạch cầu, nhưng thật ra là một ngôi sao,
chính là trong truyền thuyết vạn kiếm thần tinh, chỉ bất quá bề ngoài linh khí ám đạm, không có ánh sáng hoa tách thả ra, cho nên mới lộ vẻ được xem một viên to lớn thạch cầu. Đây chính là vạn kiếm thần tinh sao? Diệp Thần nhìn viên kia to lớn thạch cầu, cũng là mơ hồ bắt được thạch cầu sau lưng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng chập chờn. Đúng vậy, năm đó ta Phù Văn Thánh Địa, Vĩnh Phù Thiên Cung, ta Phù Thần Điện, Tiên Phù Nữ Giáo ba thế lực lớn, vì tranh đoạt cái này vạn kiếm thần tinh, giết chóc lẫn nhau, tam phương chết thảm trọng. Sau đó, ta Vĩnh Phù Thiên Cung cung chủ, cùng Tiên Phù Nữ Giáo liên hiệp, trước trấn áp ta Phù Thần Điện, đoạt được vạn kiếm thần tinh. Về sau nữa, ta Vĩnh Phù Thiên Cung cung chủ, cùng Tiên Phù Nữ Giáo giáo chủ, tỷ võ quyết thắng, nhà ta cung chủ may mắn thắng một nước, cuối cùng bắt lại vạn kiếm thần tinh. Thậm chí, vị kia giáo chủ, còn nói nguyện ý quy thuận, gả cho cung chủ làm thê tử, từ đây hai nhà từ bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay cộng vào. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ tới, ở tân hôn đêm, vậy Tiên Phù Nữ Giáo giáo chủ, lại có thể mưu gai nhà ta cung chủ gặp thảm sát hại, vạn kiếm thần tinh cũng bị cướp đi. Tả Khâu Vân nói tới chuyện cũ, thanh âm mang to lớn bi phẫn. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới vạn kiếm thần tinh sau lưng, còn có mãnh liệt như vậy đi qua. Tiên Phù Nữ Giáo giáo chủ, ở tân hôn đêm ám sát Vĩnh Phù cung chủ, cướp đi vạn kiếm thần tinh, thủ đoạn không thể bảo là không hung tàn, để cho Diệp Thần nhớ tới Huyền Cơ Nguyệt. Tả Khâu Vân nói tiếp, ta lúc ấy thấy vạn kiếm thần tinh bị cướp đi, hết sức ngăn trở, cũng bị người nữ kia ma đầu đánh trọng thương, võ đạo căn cơ đoạn tuyệt. Cái này mấy chục ngàn năm qua, ta một mực hướng Thủy Thần Thiên Tôn cầu nguyện, hy vọng nàng có thể thủy ban cho ân từ, rơi xuống ban phúc, giúp ta khôi phục võ đạo căn cơ, chữa trị thương thế. Trời tội nghiệp, đến ngày hôm nay, nàng pháp giá rốt cục thì hạ xuống. Nói xong lời cuối cùng, Tả Khâu Vân ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Ly, trong ánh mắt mang to lớn cảm kích cùng ý sùng bái. Nếu như không phải là Lạc Thanh Ly ra tay, thay hắn trị liệu, hắn võ đạo căn cơ, cũng không khả năng khôi phục. Lạc Thanh Ly áy náy nói, Tả Khâu trưởng lão, thật xin lỗi rồi, thật ra thì ta sớm liền nghe được ngươi cầu nguyện, chỉ là, hướng ta cầu nguyện tín đồ, số lượng chân thực quá nhiều, ta không giúp hết, cho tới hôm nay hạ xuống giúp ngươi, thật là để cho ngươi chịu khổ. Thần minh có thần linh phiền não, tín đồ quá nhiều, cầu nguyện người cũng quá hơn. Muốn gọi Lạc Thanh Ly ra tay, giải quyết phiền não các tín đồ, số lượng vô cùng nhiều, nàng thực lực lại không thể cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, cũng không thể toàn bộ đều giải quyết. Cho nên, nàng cho đến ngày hôm nay, mới nhín thời giờ hạ xuống, trợ giúp Tả Khâu Vân. Diệp Thần vừa vặn cũng ở đây ngày hôm nay hạ xuống, trong sâu thẳm, hai người vẫn tồn tại duyên phận vậy, xảo diệu hết sức. Tả Khâu Vân nghe được Lạc Thanh Ly hướng hắn nói xin lỗi, nhất thời thụ sủng nhược kinh, lật đật quỳ xuống, nói Thủy Thần Thiên Tôn, người chí cao vô thượng, không cần hướng ta xin lỗi, người có thể là ta khôi phục võ đạo căn cơ, là ta thiên đại có phúc. Ta võ đạo căn cơ khôi phục, phá rồi sau đó lập, hôm nay kém không nhiều có thể trở lại không không thời không. Tả Khâu Vân vốn chính là không không thời không cường giả, chỉ là sau đó Phù Văn Thánh Địa bị cắt rơi, hắn vậy đi theo rớt xuống thôi. Hôm nay hắn võ đạo khôi phục, thực lực tiến nhiều, dĩ nhiên là muốn trở về không không thời không. Người trở về không không lúc nào không sau đó, nhất định phải gia nhập luân hồi trận doanh nha. Lạc Thanh Ly dặn dò. Nhất định, nhất định. Tả Khâu Vân lật đật đáp ứng, hắn bị Lạc Thanh Ly ân cố, sau này tự nhiên cũng là đứng ở luân hồi bên này. Diệp Thần lại đạt được một đồng minh, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhưng nghĩ tới vạn kiếm thần tinh chuyện. Không khỏi được nhướng mày một cái, nói. Vạn kiếm thần tinh bị Tiên Phù Nữ Giáo cướp đi, Tả Khâu trưởng lão, người có thể có biện pháp gì đoạt lại. Tả Khâu Vân suy tư một hồi, nói Tiên Phù giáo chủ người nữ kia ma đầu, tu vi cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa luyện thành cuối cùng phù văn áo nghĩa, muốn phải đối phó nàng, đặc biệt khó khăn. Chúng ta Phù Văn Thánh Địa, thần thông công pháp ở bên trong bộ là công khai, ba gia môn phái. Cũng tu luyện giống nhau phù đạo thần thông. Phù đạo thần thông bên trong, nhất cuối cùng phù văn áo nghĩa, tên là phù quỷ mẫu xào, nghe nói là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra bí pháp, so với vậy 33 thiên thần thuật, còn lợi hại hơn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, phù quỷ mẫu xào. Cái này thần thông tên chữ, thật đúng là có chút quỷ dị. Tả Khâu Vân nói, đúng vậy,
cái này phù quỷ mẫu sao, vừa là thần thông, cũng là pháp bảo, và kinh cức phương tọa tương tự, sau khi luyện thành, có thể diễn hóa ra một cái mẫu ổ, từ trong đó cho gọi ra vô số phù quỷ, khí tức giết hại đặc biệt khủng bố. Diệp Thần ra mặt run lên, nói ta nghe cũng cảm thấy kinh khủng. Tả Khâu Vân con người đông lại một cái, nói, đúng vậy, đừng xem chúng ta phù văn thánh địa, bề ngoài gọn gàng, nhưng trong thực tế, cái này là biểu tượng, ở không không lúc nào không bên trong, chỉ có hắc ám, hỗn loạn, giết hại, tàn khốc, mới là vĩnh hằng tồn tại, bên ngoài tiên khí tiên quang, đều là biểu tượng thôi. Diệp Thần trong lòng mơ hồ phát mao, nói, phù quỷ mẫu sao vậy thần thông, chỉ có tiên phù nữ giáo giáo chủ luyện thành sao? Tả Khâu Vân nói, đúng vậy, phù quỷ mẫu sao, môn thần thông này, đặc biệt thâm ảo phức tạp, ta Vĩnh Phù Thiên Cung và Tà Phù Thần Điện, đều không người có thể luyện thành, chỉ có người nữ kia ma đầu luyện thành. Thật ra thì năm đó nhà ta cung chủ, vậy luyện thành phù quỷ mẫu sao, đáng tiếc ở tân hôn đêm, bị người nữ kia ma đầu giết chết, hôm nay người nữ kia ma đầu, một nhà độc quyền, ta Vĩnh Phù Thiên Cung và Tà Phù Thần Điện, đều phải dựa vào nàng tiên phù nữ giáo hơi thở. Diệp Thần lo âu Vạn Kiếm Thần Tinh, hỏi, vậy Vạn Kiếm Thần Tinh, đã bị người nữ kia ma đầu luyện hóa? Tả Khâu Vân lắc lắc đầu nói, còn không có, Vạn Kiếm Thần Tinh là vận mệnh thất tinh một trong, thật khó luyện hóa, người nữ kia ma đầu cướp đi thần tinh sau đó, từ đầu đến cuối không thể nắm trong tay, ngược lại lãng phí không thiếu khí lực. Diệp Thần nghe được vậy Vạn Kiếm Thần Tinh, còn không có bị luyện hóa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhỏ tránh, nói, vậy chúng ta muốn đoạt lại Vạn Kiếm Thần Tinh mà nói, trước hết đánh bại người nữ kia ma đầu mới được. Nói tới chỗ này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, trong lòng sản sinh ra một cổ vô hình dự cảm. Hắn ở nơi này phiến phù văn thánh địa bên trong, phải đối mặt kẻ địch, rất có thể không phải người nữ kia ma đầu, mà là người khác. Tả Khâu Vân không hề biết Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, hắn tâm lý kiêng kỵ, chỉ có người nữ kia ma đầu, nói. Giữa lúc như vậy, thế nhưng nữ ma đầu tu vi cường hãn, nắm giữ phù quỷ mẫu xào thần thông, cũng không dễ dàng đối phó. Ta Vĩnh Phù Thiên Cung, nhiều năm qua cùng Tà Phù Thần Điện hợp tác, cũng muốn tru diệt người nữ kia ma đầu, tiêu diệt tiên phù nữ giáo. Tà Phù Thần Điện, chính là phù văn thánh địa ba một trong những đại thế lực. Đã từng là Vĩnh Phù Thiên Cung, cùng tiên phù nữ giáo liên hiệp, đánh tan Tà Phù Thần Điện, đoạt được Vạn Kiếm Thần Tinh. Nhưng hôm nay, lúc quá cảnh di chuyển, Vạn Kiếm Thần Tinh bị tiên phù nữ giáo chiếm đoạt, thuộc về yếu thế Vĩnh Phù Thiên Cung cùng Tà Phù Thần Điện. Lại từ bỏ hiềm khích lúc trước, hợp tác kết minh, cùng tiên phù nữ giáo đối kháng. Hôm nay nhờ có Thủy Thần Thiên Tôn ra tay, ta võ đạo căn cơ đã khôi phục, thực lực thật to tăng lên, nếu như cùng Tà Phù Thần Điện liên hiệp, có lẽ có thể trấn áp tiên phù nữ giáo, tru diệt người nữ kia ma đầu, đem Vạn Kiếm Thần Tinh đoạt trở lại. Tả Khâu Vân ánh mắt sắc bén, bắn ra tinh mang, trong bụng đã có quyết đoán. Diệp Thần đại hỉ, nói tiền bối, ta đang cần Vạn Kiếm Thần Tinh. Ngươi nếu có thể đem Vạn Kiếm Thần Tinh đoạt lại cho ta, ta cảm kích khôn cùng, có thể dùng giá trị ngang hàng thiên tài địa bảo, cùng ngươi trao đổi. Tả Khâu Vân khoát khoát tay, nói, không cần, mọi người đều là đồng minh, luân hồi chi chủ, ta trước cùng Tà Phù Thần Điện liên lạc, chúng ta hai bên liên hiệp, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Thần gật gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Thỏa thuận xong, Tả Khâu Vân phát ra phi kiếm truyền thư. Phát đi Tà Phù Thần Điện, thương lượng đối phó tiên phù nữ giáo, cướp lấy Vạn Kiếm Thần Tinh sự việc. Tà Phù Thần Điện bên kia, rất nhanh truyền tới thơ hồi âm. Hai bên ước định vào ngày mai gặp mặt, chung nhau trấn áp tiên phù nữ giáo. Còn như Vạn Kiếm Thần Tinh thuộc về, vậy thì tỷ võ quyết thắng. Tả Khâu Vân tin tưởng Diệp Thần thực lực, nếu như tỷ võ quyết thắng mà nói, Diệp Thần nhất định có thể thắng. Thế giới hiện thật bên trong. Có thể thắng được Diệp Thần người, không có nhiều ít cái. Chỉ ít, ở nơi này phiến phù văn thánh địa, còn không người có thể giành được Diệp Thần. Hết thảy cũng thương lượng xong, nhưng Diệp Thần nhưng cảm thấy có điểm bất an. Cái này cổ bất an, là hắn nhiều năm chiến đấu đào tạo ra được trực giác. Hắn luôn cảm giác, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, vậy mơ hồ bắt được khác thường, hướng Diệp Thần nói tiểu ca ca. Ngươi có phải hay không cảm giác được, có chút cổ quái dáng vẻ. Diệp Thần nói đúng vậy, ta luôn cảm giác, lần này cướp lấy Vạn Kiếm Thần Tinh, sẽ không như thế thuận lợi. Thậm chí,
cùng tà phù thần điện liên hiệp, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Lạc Thanh Ly trầm ngâm nói ra, ta cũng như vậy cho rằng, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Một bên Tả Khâu Vân, thấy bộ dáng của hai người, cảm thấy kỳ dị, nói luân hồi chi chủ, thủy thần thiên tôn, thế nào, có cổ quái gì? Lạc Thanh Ly đạo được rồi, Tả Khâu trưởng lão, ngươi cảnh giới còn chưa tới, có một số việc, ngươi không cảm ứng được, cũng là bình thường. Tả Khâu Vân một hồi lúng túng, hắn biết, hắn bề ngoài tu vi, mặc dù so Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng hắn tâm cảnh, hắn nhìn trời cơ hội cùng nguy hiểm cảm ứng, là không sánh bằng Diệp Thần. Lạc Thanh Ly nghẹo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, lại nói đúng rồi, Tả Khâu trưởng lão, Diệp Thần ca ca hắn thiên phú năng lực rất lợi hại. Không bằng đem ngươi phù quỷ mẫu xảo bí quyết tu luyện lấy ra, để cho hắn nghiên cứu kỹ một chút. Nói không chừng, Diệp Thần ca ca hắn có thể luyện thành môn thần thông này đây. Lạc Thanh Ly nghĩ thầm, có thể sẽ có nguy hiểm gì hạ xuống, nhất định phải tăng lên mình nơi này thực lực. Nếu như Diệp Thần có thể luyện thành phù quỷ mẫu xảo mà nói, thực lực là có thể thật to tăng lên, coi như đối mặt nguy hiểm cũng không sợ. Tả Khâu Vân thần sắc đại biến, cả người run rẩy một tí. Nói thủy thần thiên tôn, đây cũng không phải là chuyện đùa, phù quỷ mẫu xào thần thông như vậy, đặc biệt hắc ám khủng bố, uy lực so với vậy 33 thiên thần thuật, cũng lợi hại hơn. Muốn tu luyện môn thần thông này, tuyệt không phải chuyện dễ, một khi bất hạnh dính hắc ám, vậy đem vạn kiếp bất phục. Người có thể không biết, năm đó đà đế cổ thần, chế tạo ra thập vi ấu thú sau đó, liền muốn hỏi chúng ta phù văn thánh địa, thỉnh cầu phù quỷ mẫu xào môn thần thông này. Hắn phải đem phù quỷ mẫu xào, làm là thập vị ấu thú xào huyệt. Phù quỷ mẫu xào môn thần thông này, cũng là pháp bảo, sau khi luyện thành, uy lực đặc biệt khủng bố. Tòa kia có thể triệu hoán phù quỷ hắc ám mẫu ổ, có vô cùng là minh mông năng lượng, thậm chí đủ để chứa thập vị ấu thú tồn tại. Có thể tưởng tượng được, phù quỷ mẫu xào có lợi hại dường nào, liền thập vị ấu thú đều có thể chứa. Môn thần thông này, truyền thuyết xuất xứ từ tinh không bờ bên kia. Tự nhiên không phải lãng đắc hư danh. Kinh khủng như vậy thần thông, muốn tu luyện, tự nhiên cũng là khó hơn lên trời. Phù văn thánh địa vạn cổ tới nay, có thể luyện thành người, chỉ có ngày xưa Vĩnh Phù Thiên Cung cung chủ, còn có hôm nay tiên phù nữ giáo giáo chủ. Lạc Thanh Ly hì hì cười nói yên tâm đi, Diệp Thần ca ca hắn thiên phú rất lợi hại, ta tin tưởng hắn nhất định có thể luyện thành. Tả Khâu Vân lắc đầu một cái, như cũ cự tuyệt, nói luân hồi chi chủ võ đạo. Đúng là cường hãn, nhưng muốn luyện thành phù quỷ mẫu xào, nhất định phải có xác thật phù đạo căn cơ. Luân hồi chi chủ, người phù đạo tu vi, chỉ sợ cũng không coi là bao nhiêu hùng hậu chứ. Diệp Thần nói phù đạo mà nói, ta đúng là không quá sở trường. Lạc Thanh Ly cười nói không quan hệ, đạo pháp ngọn nguồn đều là tương thông, Diệp Thần ca ca, ngươi liền thử một chút tu luyện phù quỷ mẫu xào đi, đây chính là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra bí pháp nha. Diệp Thần nội tâm động một cái, tinh không bờ bên kia lưu truyền ra bí pháp, như vậy hiếm thấy, hắn tự nhiên vậy không muốn bỏ qua. Hơn nữa, nếu như vậy phù quỷ mẫu xào, thật giống Tả Khâu Vân nói thần kỳ như vậy, vậy Diệp Thần sau khi luyện thành, sau này cũng có một cái xào huyệt, có thể dùng để chứa đuôi thú. Tiền bối, nếu như ngươi không ngại, liền để cho ta xem vậy phù quỷ mẫu xào bí quyết, ta nếm thí tu luyện một hai. Lập tức. Diệp Thần chính là hướng Tả Khâu Vân chắp tay, khẩn cầu. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, vậy phù quỷ mẫu xào thần kỳ. Tả Khâu Vân gặp Diệp Thần cố ý như vậy, than thở một tiếng, nói ta có thể cho ngươi, nhưng nếu như ngươi bất hạnh dính hắc ám, sa đọa nhập mẫu ổ địa ngục, ta cũng mặc kệ. Dừng một chút, hắn lại hướng Lạc Thanh Ly đạo thủy thần thiên tôn, ngươi cũng không thể trách cứ ta. Lạc Thanh Ly đạo ta không trách ngươi, ngươi cứ lấy đi ra là được. Nghe vậy, Tả Khâu Vân gật đầu một cái, chính là sử dụng một bản trục cuốn. Trục cuốn mở ra, một phiến phiến bóng tối phù văn, chính là trào hiện ra. Vô số phù văn, biện thành một bài thần bí pháp quyết. Môn bí pháp này, khí tượng 10 phần quỷ bí, thấm ra vô biên vô tận hắc ám chập chờn, thậm chí so với không không thời không liền giới, còn muốn hắc ám rất nhiều, tràn ra một cổ cực hạn sa đọa, cực hạn dơ bẩn hơi thở. Các loại hắc ám khí tượng xen lẫn, diễn hóa ra một cái to lớn, âm u, quỷ dị xào huyệt. Cái này cái xào huyệt, dường như muốn tạo ra muôn vàn yêu ma, vô số ác linh, mang cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm người ta sợ hãi.
đó chính là phù quỷ mẫu xào. Diệp Thần nhìn cái này phù quỷ mẫu xào tu luyện trục cuốn, nội tâm vô hình một hồi sợ hãi. Lấy hắn đạo tâm bền bỉ, thấy phù quỷ mẫu xào sau đó, vẫn sẽ có sợ hãi dè chừng và sợ hãi cảm giác, có thể tưởng tượng được, môn công pháp này có đáng sợ dường nào. Quỷ bí hắc ám, không thể danh trạng cổ quái đồ, vặn vẹo tồn tại, khàn khàn ngâm sướng, không ngừng từ vậy tu luyện trục cuốn bên trong tràn ngập ra, đừng nói tu luyện, chỉ là học hỏi cái này trục cuốn, liền cho người tinh thần, mang đến to lớn áp lực. Trong đại điện, không thiếu Vĩnh Phù Thiên Cung võ giả, khi nhìn đến phù quỷ mẫu xào tu luyện trục cuốn sau đó, đều là sắc mặt kinh biến, người người cả người phát run, tràn đầy sợ hãi. Tu vi hơi yếu võ giả, tại chỗ khom người nôn mửa liên tu, ngũ quan vặn vẹo thống khổ, hoàn toàn không chịu nổi phù quỷ mẫu xào quỷ bí khí tượng. Tả Khâu Vân nói không sai, phù quỷ mẫu xào hắc ám uy năng, quả nhiên so với giống vậy 33 thiên thần thuật, còn lợi hại hơn được hơn. Như thế nào, luân hồi chi chủ, người có thể tu luyện sao? Tả Khâu Vân nhìn Diệp Thần, khẩn trương hỏi. Ta lại thử một chút. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, luân hồi thánh hồn thiên cùng võ tổ đạo tâm phóng thích, bảo vệ tâm thần, thần thức thả ra ngoài, thấm vào đến trục cuốn bên trong. Oanh! Diệp Thần tinh thần, một thấm vào nhập trục cuốn, lập tức liền cảm thấy, có vô số hắc ám dơ bẩn hơi thở, điên cuồng hướng mình cuốn tới. Vô biên hắc ám, phù văn nổ, từng đạo phù văn vặn vẹo, cấu trúc tất cả cổ quái yêu ma khí tượng. Những cái kia vặn vẹo cổ quái yêu ma, trên mình phủ đầy mãi mãi phù văn, chính là phù quỷ. Thiên thiên vạn vạn phù quỷ, từ một cái hắc ám trong sào huyệt đạp chết đi ra, hướng Diệp Thần gào thét đi. Diệp Thần bên tai bên trong, tràn đầy phù quỷ bào hiếu cùng kêu gào, trong mắt nơi gặp, tất cả đều là hắc ám quỷ phố khí tượng, ngay cả hô hấp cũng nghẹt thở. Không được, quá nguy hiểm. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, tinh thần lập tức chiều ly đi ra, gương mặt đã là một phiến trắng bệch. Diệp Thần ca ca, không được sao? Lạc Thanh Ly thấy vậy, lật đật đi tới, đỡ ở Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói cửa này phù quỷ mẫu xào, đích xác là vô cùng lợi hại, vô cùng huyền ảo tinh thâm, ta hiện tại trạng thái không tốt lắm, có thể lĩnh ngộ không? Hiện tại Diệp Thần trong cơ thể, phòng ấn kinh cức phương tỏa, Bạch Phú tự bạo mang cho hắn thương thế, lại đang áp chế, còn có huyết mạch bên trong, vô số khối không gian mảnh vỡ, như cũ thật sâu nạm. Hắn trạng thái, 10 phần không ổn. Trạng thái như vậy hạ, Diệp Thần khó mà đối kháng hắc ám, không cách nào hiểu phù quỷ mẫu xào bí ẩn. Nếu như là hắn khỏe hẳn trạng thái, hiểu tu luyện không khó lắm, nhưng bây giờ, đoán chừng là không được. Phải không? Lạc Thanh Ly nhất thời có chút thất vọng, còn lấy là Diệp Thần có thể luyện thành phù quỷ mẫu xào, như vậy thứ nhất, tiếp theo coi như đụng phải nguy hiểm gì, cũng có thể hơn một phần sức lực. Tả Khâu Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, luân hồi chi chủ. Nếu như ngươi trạng thái không tốt nói, cửa này phù quỷ mẫu xào thần thông, ngươi còn chưa muốn tiếp xúc nữa. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nhưng đem vậy trục cuốn, thu ở trong tay, nói tiền bối, ta muốn thử lại lần nữa, lại cho ta một đêm thời gian, nếu như ngày mai ta vẫn không thể lĩnh ngộ nói, ta lại đem trục cuốn còn đưa ngươi. Tại mới vừa tiếp xúc quyển trục thời điểm, Diệp Thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cửa này phù quỷ mẫu xào mạnh mẽ tuyệt diệu chỗ. Hắn cũng không muốn tùy tiện buông tha, càng không muốn bỏ qua. Mặc dù hắn trạng thái thật không tốt, nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử nữa một tí. Nếu như có thể luyện thành phù quỷ mẫu xào mà nói, cũng có thể để cho hắn thực lực, lớn tiến bộ lớn. Tả Khâu Vân hoảng hốt, nói, luân hồi chi chủ, ngươi còn muốn thử nghiệm sao? Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ? Diệp Thần cười nói, không sao, mời tiền bối yên tâm, coi như ta bất hạnh dính hắc ám. Ta và Thanh Ly muội muội cũng sẽ không trách ngươi. Tả Khâu Vân nghe được Diệp Thần nói như vậy, cũng là không biết làm sao, nói, được rồi, luân hồi chi chủ, vậy ngươi chú ý, phù quỷ mẫu xào hắc ám khí tức, đặc biệt khủng bố, một khi sa đọa, liền tiên đế đều có thể tiêu diệt. Đúng rồi, nếu như có cơ hội, ngươi có thể đi một chuyến huyễn môn, trong huyễn môn tựa hồ có liên quan ư phù quỷ mẫu xào đạo pháp, có lẽ nơi đó có thể giúp ngươi tu tập phương pháp này. Năm đó ta đi qua, đáng tiếc, huyễn môn thái độ kiên định, chút nào không để cho chúng ta đến gần. À, Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới phù quỷ mẫu xào và huyễn môn có một chút liên lạc. Ninh Nguyệt như chính là người trong huyễn môn,
thậm chí trước đây mời mình nhất định phải đi Huyễn Môn. Xem ra, cùng dưới mắt sự việc giải quyết, ngược lại là có thể đi một chuyến. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể đi. Tiền bối, trong Huyễn Môn ta có người bạn, đến lúc đó ngược lại là có thể thử nghiệm một hai. Diệp Thần nói, đáng tiếc hôm nay thời gian, ngược lại không thích hợp đi. Tả Khâu Vân chấn động một cái, chợt nói, luân hồi chi chủ quả nhiên khí vận vô địch, nói không chừng đây cũng là nhân quả. Lạc Thanh Ly cũng nói, Diệp Thần ca ca, nếu hôm nay không đi được Huyễn Môn, vậy tối nay ta cùng ngươi cùng nhau, ta vì ngươi hộ pháp. Nàng gặp Diệp Thần trạng thái không tốt, vậy sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, cho nên muốn cùng ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần gật đầu một cái. Thương nghị xong, đến lúc buổi tối, hắn liền cùng Lạc Thanh Ly ở tại cùng trong một cái phòng. Vạn Thủy Thần Quyết, bảo vệ. Lạc Thanh Ly thi triển ra Vạn Thủy Thần Quyết, đó là thủy thần đạo pháp trình độ cao nhất, có thể điều khiển vạn thủy. Từng tia quý thủy tinh hoa, linh thủy tinh khí, từ bát hoang trong hư không, tụ đến, quanh quẩn ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần đạt được Vạn Thủy Thần Quyết bồi bổ, nội tâm nhất thời bình tĩnh rất nhiều, toàn thân từng cơn thoải mái thông suốt. Thanh Ly muội muội, đa tạ. Diệp Thần mỉm cười hướng Lạc Thanh Ly nói cảm ơn, rồi sau đó sử dụng phù quỷ mẫu xào trục cuốn, lần nữa thử nghiệm tu luyện. Vù vù. Diệp Thần thần thức thả ra, tinh thần lực thấm vào đến trục cuốn bên trong, lần nữa bắt đầu cảm ngộ phù quỷ mẫu xào. Mênh mông, khoáng đạt, bác đại, vĩ đại như thần hành động vậy hắc ám khí tức, không ngừng tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Phù quỷ mẫu xào các loại diệu pháp, ở Diệp Thần trong lòng từng cái lướt qua. Hắn phù đạo tu vi, mặc dù yếu kém, nhưng Lạc Thanh Ly nói không sai, cái này thế gian đạo pháp ngọn nguồn, đều là tương thông. Diệp Thần dựa vào vượt qua thiên phú năng lực, không ngừng tìm hiểu phù quỷ mẫu xào, cũng là dần dần lĩnh ngộ một chút cửa này hắc ám bí pháp các loại nghĩa sâu xa. Ở lĩnh ngộ lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể linh khí bị kích động, kinh cức vương tọa lại phải tàn phá. Thật may, có Tô Nghê Thường áp chế, kinh cức vương tọa tàn phá không đứng lên, Diệp Thần không có nỗi lo về sau, an tâm tiếp tục cảm ngộ. Hắn không ngừng cảm ngộ phù quỷ mẫu xào, vậy các loại hắc ám khí tức, vậy hướng hắn gào thét tới, thật may có Lạc Thanh Ly bảo vệ, hắn cũng không có dính không rõ. Nhưng mà, Lạc Thanh Ly bảo vệ Diệp Thần, thi triển Vạn Thủy Thần Quyết, linh khí nhưng đang cấp tốc tiêu hao. Nàng sắc mặt một hồi trắng bệch, kêu lên, Diệp Thần ca ca, còn chưa khỏe sao? Ta mau không chịu nổi. Diệp Thần nghe được Lạc Thanh Ly thanh âm, muốn dừng lại, nhưng phù quỷ mẫu xào pháp quyết, quá mức tuyệt diệu cao thâm, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn. Lại bỏ không được dừng lại. Thanh Ly muội muội, kiên trì nữa chốc lát. Diệp Thần tiếp tục hiểu đi xuống, phổ biên hắc ám đợt sóng, phổ biên quỷ bí phủ văn, hướng hắn đầu óc gào thét tới. Không được, ta không chịu nổi, Diệp Thần ca ca, người phải lập tức dừng lại. Lạc Thanh Ly quát to một tiếng, không cách nào duy trì nữa Vạn Thủy Thần Quyết, kịch liệt thở dốc một tí, thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Mất đi Vạn Thủy Thần Quyết bảo vệ, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, kịch liệt hắc ám, bắt đầu điên cuồng đánh vào toàn thân mình. Không tốt! Diệp Thần vội vàng đem tự thân tinh thần, từ trong quyển trục triều ly đi ra. Hắn tuy rất muốn tiếp tục hiểu phù quỷ mẫu xào, nhưng lý trí nói cho hắn, tiếp tục tìm hiểu nói, khẳng định sẽ dính không rõ, rơi vào hắc ám, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Diệp Thần đặc biệt lý trí, lập tức rút người ra đi ra. Hắn đạo tâm bền bỉ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị cám dỗ. Thế nào, Diệp Thần ca ca, hiểu thành công không? Lạc Thanh Ly lật đật hỏi. À, đáng tiếc, chỉ lĩnh ngộ một phần chia, còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói. Phải không, đều là ta không tốt. Lạc Thanh Ly áy náy cúi đầu nói. Không có sao, Thanh Ly muội muội, người đã làm rất khá. Diệp Thần sờ một cái đầu nàng, cười nói. Thật ra thì phù quỷ mẫu xào, sau cùng bí quyết, muốn tìm hiểu nói, phải đối mặt hắc ám áp lực, so với trước mặt muốn khủng bố rất nhiều. Cho dù có Lạc Thanh Ly bảo vệ, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể thành công, bởi vì trước mắt hắn trạng thái cũng không tốt. Diệp Thần phỏng đoán, nghĩ xong toàn tìm hiểu nói, nhất định phải cùng mình trạng thái hoàn toàn khôi phục đi một chuyến Huyễn Môn mới được. Lạc Thanh Ly trong mắt nhưng là mang to lớn áy náy, rất là áy náy nhìn Diệp Thần, cho là mình làm không được khá. Diệp Thần ca ca,
không bằng chúng ta song tu đi. Chúng ta nếu là song tu, ta đạt được ngươi luân hồi huyết mạch bồi bổ, ngươi đạt được ta thủy thần linh khí, chúng ta đều có thể tiến bộ. Cứ như vậy, ngươi có ta thủy thần linh khí dễ chịu, cũng không cần sợ hắc ám cắn trả. Lạc Thanh Ly bỗng nhiên bắt Diệp Thần tay, nháy mắt một cái, rất thẳng thắn, rất ôn nhu nói. Nàng không hề xem thế tục cô gái như vậy dè đặt, trực tiếp biểu lộ ra tâm ý của mình, còn muốn cùng Diệp Thần song tu. Ho, ngươi xác định. Diệp Thần có chút bối rối, không nghĩ tới Lạc Thanh Ly thẳng như vậy tiếp. Thật ra thì đến lúc này, Diệp Thần cũng sẽ không tránh kỵ chút gì, nếu quả thật đối bản thân có ích, song tu hợp thể, cũng là không sao. Dẫu sao Lạc Thanh Ly thân phận, chính là thủy thần, địa vị cao quý, vậy đủ để cùng hắn luân hồi huyết mạch xứng đôi. Đúng vậy, ta xác định. Lạc Thanh Ly ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, mềm mềm thơm tho thân thể xích lại gần tới đây. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng da thịt thủy nhuận cùng bóng loáng. Ở suy nghĩ sau một hồi, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, nói, không được, ngươi hơi thở còn chưa đủ ổn định, chúng ta còn chưa tới song tu thời điểm, hoặc là, chờ ngươi tiến bộ đến lôi thần thiên tôn loại cảnh giới đó nói sau. Diệp Thần mặc dù cũng không ngại cùng Lạc Thanh Ly song tu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Lạc Thanh Ly hôm nay lực lượng suy yếu, không cách nào cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, nếu như dính quá nhiều nhân quả mà nói, rất có thể sẽ hại nàng. Nàng cùng Diệp Thần song tu, đạt được luân hồi huyết mạch bồi bổ, trong thời gian ngắn, cố nhiên có thể thực lực tiến nhiều. Nhưng luân hồi huyết mạch mang tới lực lượng tiến bộ, cuối cùng không phải nàng lực lượng, yết mầm giúp giải sẽ không có kết quả gì tốt. Nàng muốn song tu nói, ít nhất phải cùng khôi phục thực lực đến lôi thần thiên tôn cái đó bước, nếu không, hơi thở quá không vững chắc, dính luân hồi to lớn như vậy nhân quả, không phải nàng có thể tiếp nhận. Được rồi, vậy sau này hãy nói. Lạc Thanh Ly không biết làm sao bĩu môi, nói. Đêm đó, Diệp Thần cùng Lạc Thanh Ly, cộng túc một cái trong gian phòng, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Lạc Thanh Ly ở trên giường nghỉ ngơi, Diệp Thần chính là trên đất ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức. Lạc Thanh Ly nằm sấp ở trên giường, ánh mắt mang theo tơ ai oán vậy nhìn Diệp Thần, thấp giọng dù gì nói, Diệp Thần ca ca, chúng ta nhất định phải chung một chỗ. Từng tia ảo tưởng hơi thở, từ Lạc Thanh Ly trên mình thả ra, lặng lẽ vần quanh đến Diệp Thần trên mình. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần hoảng hốt tới giữa, nhưng phát hiện mình xuất hiện ở đáy biển thế giới. Đáy biển bên trong có một tòa thủy tinh cung, như rồng nữ cư trú cung điện, bốn phía có rất nhiều mỹ nhân ngư đang ca hát. Một cô gái, từ thủy tinh cung bên trong đi ra, nhưng là Lạc Thanh Ly. Thanh Ly muội muội. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, mờ mịt đánh giá bốn phía, hoàn toàn không nhớ nổi, mình lúc nào tới đến cái này phiến đáy biển thế giới. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần rất là tò mò, hắn nhớ được từ mình rõ ràng ở Phù Văn Thánh Địa. Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong. Hi hi, Diệp Thần ca ca, nơi này là ta bện ảo tưởng mộng thế giới. Lạc Thanh Ly tới đây kéo Diệp Thần tay, cười hì hì nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai nơi này là mộng. Hắn nếu biết là mộng, lập tức thiên cơ động minh, thần thức xuyên qua đi ra ngoài, liền thấy mộng ra, thế giới hiện thật bên trong, hắn và Lạc Thanh Ly, cũng thật tốt ở bên trong phòng, một cái ngủ trên giường. Một cái trên đất tĩnh tọa, duy trì khắc chế cùng khoảng cách. Chỉ bất quá, ở nơi này phiến mộng thế giới, hai người nhưng là thân mật kháng khít. Diệp Thần ca ca, ta hay là muốn và ngươi song tu, ở thế giới hiện thật, ngươi sợ ta dính nhân quả, đối thân thể không tốt, nhưng ở huyễn mộng bên trong, vậy cũng không cần quản nhiều như vậy. Lạc Thanh Ly trong mắt mang cười yếu ớt, đặc biệt thẳng thừng cởi trần tâm ý của mình, kéo Diệp Thần tay, đi tới thủy tinh cung bên trong. Ở thủy tinh cung bên trong, sớm có một tấm chân châu giường lớn để, bốn phía chất đầy châu báu, hết sức xa hoa ảo mộng. Huyễn trong mộng truyền huyết mạch lực lượng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 460.